Theo quy định, xe đạp điện chỉ được phép thiết kế chạy với vận tốc 25 km/h, nhưng trong thực tế, các mẫu xe đạp điện đang bày bán và lưu hành trên thị trường đều được thiết kế với vận tốc 40-50 km/h. Với tốc độ cao, nhưng hệ thống phanh giảm tốc lại hoàn toàn giống xe đạp bình thường nên khả năng xảy ra tai nạn cao. Do đó, việc quy định xe đạp điện không được chạy quá 25 km/h được nhiều ý kiến ủng hộ. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người tham gia giao thông vẫn phải tiếp tục đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe đạp điện và phương tiện này phải được quản lý chặt chẽ hơn. Xe máy điện cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành như đối với xe cơ giới.